Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một con tướng mới chuẩn bị ra mắt. Đấy, và sau đây đó là chính con tướng là Lorien. Và chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Con này sẽ mua bằng 500 vàng nhé các bạn. Mua tướng. Mua. Rồi. Chúng ta sẽ ấn vào thử tướng để xem kỹ năng của nó như thế nào. Đối luyện thôi. Đây là một con pháp sư hắc lôi Lorien. Chúng ta sẽ test thử kỹ năng của con này như thế nào. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem chiêu thức của con này như thế nào nữa nào. À, chiêu 1 lưới sét, chiêu 2 là lá chắn, chiêu thứ 3 là từ trường. Con này là khá giống với lại con tu len. Đấy. Chiêu 1 6 giây. Chiêu 2 là hồi chiêu 2 giây. Mình cứ thử cộng chiêu 2 xem như là gì nào. Chắc là lớp giáp đây. Bụp. À, từ trường. À, chỉ cần di chuyển là nó sẽ mất máu. Khá là hay. À. Ô. Nhìn thấy 2 giây hồi chiêu nhưng mà đây, nào. Đấy. Gọi là 2 giây nhưng mà đây nó sẽ mất thời gian hồi chiêu đi các bạn. Đấy. Nó sẽ tích trữ. Trong chiêu 1 no longer exists. Trong chiêu 1 chiêu 1. À. À, chiêu 1 là lướt đi và lướt lại nha các bạn. Nhìn cái giày này. Cho nhỏ mặt mình lại nha các bạn. Để chúng ta sẽ thấy rõ kỹ năng này. Lướt. Nào. Lướt lại. Đấy, khá hay. Lướt. À. Đây nha các bạn, dùng chiêu 1 chạm lên đấy. Nếu mà có chiêu 2 thì sẽ dịch chuyển đến chỗ đấy luôn. À, đây là dịch chuyển quả cầu nha các bạn. Đây. Dùng chiêu 2 sẽ là lướt đến luôn. Let the people see how this world truly is. Lướt đến này. Surrender to me, you fragile soul. Hất lên cung tên luôn. Power is running through me. Thế là khá là hay. À. Lướt từ trường. Đấy. Đứng ở đây. Thì mình cứ cộng mắt chiêu 2 đi. Lướt từ trường. À. Nào. Nào. Cái này đấy, nó chơi như thế nhé các bạn. Lướt chiêu 1. Lướt đến đấy luôn. Đấy. Vượt quá tầm xa là bắt đầu nó sẽ mất chiêu. Nào. Bùm. Lướt đến. Bụp. Bụp. Quay lại. Bụp.
Khá hài hước. Kéo lại đây. My magic is whispers to me. Theo xu hướng tanh, từ trường này chỉ cần di chuyển là địch tự động mất máu này. Chết ngay. Dùng chiêu 1, sau đó dùng chiêu 2 là sẽ lướt tới. Lướt tới này. Đấy. Hay chưa? Dùng chiêu 1 để chạy. Chạy về đây. Lướt về đây ngay. Hay. Một là truy đuổi kẻ địch. Hai là chạy. Ví dụ như mình sẽ lướt chưa một về đây. Bye bye. Chết ngay. Tầm đánh khá ngắn nhé. Bùm. Không chết rồi. Băng trụ ngay. Khá là hay các bạn ơi. Ok. Lướt tới. Khỏe lắm. Lướt tới luôn. Nào. Choáng luôn. Ổn chưa? Để con này lên xu hướng tanh nhưng mà đam rất khỏe. Đấy các bạn. Này. Đam rất khỏe luôn. Sử dụng chiêu 1. Sử dụng chiêu 2 để lướt tới. Sử dụng ulti để chói. Sử dụng chiêu 2. Bụp bụp. Toàn lên đồ thủ thôi các bạn.
Không. Đấy. Đấy, con này các bạn, nếu mà ra phiên bản thì chúng ta vẫn cứ mua thôi. Khá là hay. Ulti được gây choáng này. Đấy. Ulti dễ gây choáng các bạn. Sử dụng lướt để qua tường các bạn. Bốc phá luôn. Chiêu 1 này, bật ulti này. Lướt đến này. Hoặc kéo về đây. Lướt đi này. Bật lên đây này. Lướt đi này. Ui ôi nhầm. Nào. Khá mất thương. Rất thương. Trụ bắn thì thốn đấy mà. Sử dụng nhiều kỹ năng như thế này từ phép và lên cái đồ gươm tận thế này sẽ ổn. Gươm tận thế. Gì đấy thên ơi là thên. Đấy, cái này giành chiến thắng đấy các bạn. Ui nhiều máu quá. Xong. Quá hay. Đấy, con tiếng này ổn đấy các bạn. Các bạn để chơi được như mình thì các bạn sẽ tải phần mềm Liên Quân thử nghiệm về. Đấy. Thì hiện tại thì các bạn sẽ vào đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn là tải Liên Quân thử nghiệm này. Vào mục web. Vào mục Google. Gõ Liên Quân thử nghiệm. Cần đánh là Liên Quân thử nghiệm. Tìm kiếm. Đấy. Thế này sẽ là ra máy chủ thử nghiệm này. Các bạn ấn vào này. Kéo xuống dưới này. Thì đây nó sẽ có hai mục là tải trên iOS hoặc là tải trên APK. APK là các bạn sẽ dùng máy Android này sẽ sử dụng APK. Ví dụ như mình sẽ ấn lên tải trên iOS. Thì đây cũng iOS thì cũng đã sử dụng được rồi. Thì các bạn sẽ ấn vào đây.
làm theo hướng dẫn nha các bạn. Chúc các bạn thành công nhé. Xin chào.